Cha cùng con gái 8 tuổi mất tích nghi nhảy sông Sài Gòn, dép và thư để trên cầu. Hai cha con mất tích, hai đôi dép và thư tuyệt mệnh để trên cầu. Nghi vấn cha ôm con nhảy sông Sài Gòn, cảnh sát lặn tìm nhưng chưa thấy. Chiều ngày 27 tháng 12, Công an phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cơ quan chức năng đang lập hồ sơ làm rõ vụ hai cha con nghi mất tích, đôi dép và lá thư được phát hiện trên cầu Bình Phước 2. Theo đó, hơn 23 giờ khuya hôm qua, người dân phát hiện hai đôi dép và lá thư tuyệt mệnh để trên cầu Bình Phước 2, phường An Phú Đông, quận 12. Nội dung trong thư một trang chồng nhắn cho vợ trách vợ phụ bạc, một trang nhắn cho mẹ với lời xin lỗi. Đồng thời có ghi số điện thoại nhờ người dân nếu đọc được thì báo tin cho gia đình giúp. Ngay khi nhận thông tin, Công an phường An Phú Đông và lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt triển khai lặn tìm dưới sông Sài Gòn. Vì nghi ngờ cha ôm con nhảy cầu nhưng chưa tìm thấy, người cha được xác định tên TVH, 30 tuổi, quê Nam Định và người con gái TDI, 8 tuổi, cùng tạm trú huyện Củ Chi. Bà TTT, mẹ anh Hát, cho biết tối qua anh có xin 100 ngàn để chở con đi mua trà sữa cho tới khi bà nhận được tin báo của người dân, nên chạy đến nơi. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ cùng người thân và cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai cha con.